Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Thưa cha nói thì con tên là Maria Bùi Thị Hường ạ. Con hiện tại con ở Bình Dương ạ. Cha nói về ơn Chúa thì con được nhiều ơn lắm luôn ạ. Nhưng mà con xin được kể một ơn gần đây nhất là hồi đầu năm ạ. Con có trong công việc buôn bán của con ạ, con có bị lừa một số tiền rất là lớn ạ. Bị gì? Dạ bị lừa. Bị lừa một số tiền rất lớn. Dạ. Trong khi đó thì con cũng nghĩ là tại vì gia đình người anh cũng nói là sẽ là mất, xong bao giờ lấy lại được đâu ạ. Thế thì lúc đó con cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng mà sau này mẹ con mới nói là sao con không thử, sao con không lên trên Gia Long. Xong rồi cái con mới lên mạng con tìm kiếm và con thấy cái mail của cha, con có gửi mail cho cha. Xong rồi cha kêu con là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con ạ. Thế là lần đầu tiên con đã tới, con đã tìm được và tới giáo điểm Tin Mừng. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau đó khi con trở về được vài hôm thì con đã nhận được tin là con đã lấy lại được số tài sản đó. Dạ, và hôm nay con đến đây cũng rất là vui khi được may mắn được lên đây làm chứng và để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Hallelujah. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thì chị em về chuyện lừa thì chúng ta nhiều người ăn thịt lừa lắm, vì có thể là cái mà dễ bị lừa nhất là cái tội tham, đúng không? Từ cái tham đó thì người ta mới lừa được mình. Ai chả có máu tham. Và này, cứ đưa tiền đây 1 tỷ rồi cuối tháng để 1,5 tỷ, sướng không? Sướng không? Sướng. Rồi cứ vậy là cứ máu tham. Và có nhiều cách lừa, nhưng mà cái lừa mà nó luôn luôn đập vào cái máu tham của con người. Cái máu tham đó phát xuất từ cái là con người cứ bỏ rằng có thực mới vực được đạo. Phát xuất từ cái là con người chỉ có ham của ăn vật chất này thôi. Các ngươi tìm ta không phải là vì dấu lạ, mà là vì của ăn, vì bánh ăn. Cho nên những con người ham của ăn, ham bánh ăn, ham vật chất đời này là những người dễ bị người ta lừa lắm. Còn mình cứ sống siêu thoát lên một chút, vượt qua tất cả những cám dỗ đó thì ta mới thoát được những con lừa. Cho tặng cho cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, Chúa chúc lành cho con. Rồi con. Thưa cha.